Xin chào các bạn. Mình đang trên tay đây là bộ bàn phím và chuột của Mitsumi. Rất là huyền thoại. Mình nghĩ ai tuổi thơ chơi game nhiều trên máy tính hoặc là ra những tiệm net cũng đều biết cái bộ chuột và bàn phím này. Bây giờ mời các bạn xem video để cùng mình ôn lại cái bộ bàn phím và chuột huyền thoại này nha. Đầu tiên là cái bàn phím của Mitsumi. Đây là một cái bàn phím ngày xưa mình và những bạn bè của mình ra net chơi thì hầu như cái quán internet nào cũng sắm bàn phím Mitsumi rất là huyền thoại này. Nhưng mà nó là màu trắng thì chơi một thời gian nó thành màu cháo lòng đó. Đó thì mình cũng cố gắng tìm mua cái màu trắng đó, tuy nhiên thì bây giờ màu trắng nó rất là hiếm nên là mình chỉ mua được cái màu đen thôi. Phiên bản màu đen có vẻ như là thời sau này mới làm ra màu đen và nó nhám ở các phần khung này nè. Thì Mitsumi họ vẫn giữ sản xuất cho đến ngày nay theo cái layout phím giữa ngày nay và thời đó không khác gì nhau, tức là chúng ta vẫn có một cái layout 104 phím đầy đủ hết, dãy phím số nè cho đến những cái phím function, phím chụp màn hình rất là đầy đủ luôn. Một điểm thay đổi duy nhất ở thời nay và thời xưa đó chính là dây USB. Như các bạn đã thấy là bây giờ họ đã sử dụng USB-A, không còn sử dụng những cái giao thức PS2 ngày xưa nữa. Thì ở phía dưới vẫn có cái đồ nâng như thế này nè, để mà chúng ta để gõ thuận tiện hơn. Mình mua cái bộ này hiện nay thì chỉ có 190.000 thôi. Thì nếu như bạn nào tìm mua ở các cái tiệm máy tính cũng mình nghĩ cũng đều có bán cái bộ bàn phím Mitsumi này. Khi mà cắm vô laptop hay là cắm vô máy tính thì chúng ta vẫn xài rất là bình thường. Những cái tác vụ công việc hoặc là thậm chí là chơi game rất là bình thường. Thậm chí là các bạn có thể chụp màn hình bằng phím green screen ở đây nè. Cái cảm giác gõ trên cái Mitsumi này mình cảm thấy rất là thân thuộc. Và ngày xưa mình chơi, mình luôn lựa những cái máy nào mà có bàn phím Mitsumi mình vô mình chơi thôi. Khoảng cách giữa các phím á, nó làm mình dễ làm quen hơn những cái phím bàn phím của thương hiệu khác ngày xưa. Nên là mình rất là thích cho tới tận bây giờ khi mà mình trải nghiệm lại cái cảm giác gõ phím của Mitsumi. Mình vẫn cảm thấy rất là thích luôn. Mình vẫn chơi các cái tựa game như là Empire nè, các tựa game như Warcraft hoặc là bắn Counter-Strike thì cái bàn phím này nó gắn liền với mình ngày xưa rất là nhiều. Rồi đến con chuột, ngày nay thì họ cũng đã trang bị cái sợi dây USB-A rồi để cho nó thích hợp với nhiều cái giao thức của các laptop và những máy tính hiện nay hơn. Cái con chuột nó vẫn không thay đổi thiết kế, đó các bạn thấy nó rất là đơn giản, có một cái con lăn ở phía giữa và cùng với đó là phím chuột trái chuột phải thôi. Mình cũng không tìm mua được cái phiên bản màu trắng thì đây là bản màu đen nó chung bộ luôn. Về sau này thì họ đã đổi sang chuột quang rồi, cầm vô rất là nhẹ, nó không còn là cái loại chuột bi như ngày xưa nữa. Thì tất nhiên là bây giờ tìm những cái loại mẫu chuột bi đó rất là khó, tại vì họ không còn sản xuất từ rất là lâu rồi. Bạn nào sưu tầm thì mới giữ lại tới bây giờ thôi. Về con chuột thì mình cũng không có nói gì nhiều, nó cũng rất là cơ bản như một cái con chuột bình thường. Thì mình mua con chuột này Mitsumi chỉ với giá là 100.000 thôi đó, thậm chí là có chỗ cũng bán rẻ hơn. Cách mà Mitsumi họ vẫn giữ cái thiết kế kể con chuột và kể bàn phím như xưa nên là chúng ta vẫn có thể dùng nó để phục vụ trong những công việc văn phòng hiện nay. Nếu mà các bạn nào muốn tìm một cái bộ chuột bàn phím giá rẻ bình thường, nhưng mà như là mình thích nhất là những cái phím điều hướng ở phía trên, là nó có những cái phím như là phím pay up pay down để mà các bạn scroll nè, cũng như là cái phím home và phím end để các bạn có thể di chuyển trên những cái thư mục văn bản ở đầu trang và cuối trang, cũng như là phím insert để mà chúng ta thực hiện những công cụ khác và văn bản gì đó. Nhưng mình đã nói là cái layout của phím này á, những khoảng cách giữa các phím á, nó rất là thích hợp để cho các bạn chơi game. Đặc biệt là hiện nay thì những cái tựa game chúng ta sử dụng đến những cái phím WER thì nó cũng thuận tiện với tay hơn. Với cái layout bàn phím Mitsumi này nè thì nó theo layout dành riêng cho Windows, cho nên các bạn nào đang xài Mac mà muốn mua cái bộ chuột và bàn phím này thì mình khuyên là không nên mua, tại vì nó sẽ không có phím command trên bàn phím này. Bạn cũng không có cái option là bạn thay phím vào, cho nên là bản chất là các bạn không thể xài được những cái phím tắt theo cái phím command vốn dĩ trên Mac. Tóm lại, với cái combo kẻ chuột và bàn phím của Mitsumi này, các bạn mua chỉ khoảng 300.000 thôi thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn để phục vụ cho những cái công việc hàng ngày, cũng như là những ai chơi game gì đó ở mức đơn giản, nhẹ nhàng thì cái bàn phím này hoàn toàn có thể giúp ích được cho bạn đó. Cũng như đặc biệt là những ai giống như mình muốn hoài niệm lại cái cảm giác sử dụng cái bàn phím và chuột của Mitsumi như ngày xưa mà chúng ta đã từng trải nghiệm nó đó. Cũng như là giá rẻ như vậy thì nếu mà chúng ta có sử dụng hỏng đi thì chúng ta vẫn bỏ tiền ra mua cái mới không tiếc gì hết. Rồi, xin cảm ơn các bạn.